Ngân hàng quốc gia Cameroon và nhà máy đúc tiền Ba Lan, Mennica Bosca mới đây đã phát triển đồng xu UFOMP 1766, thiết bị bay hợp pháp đầu tiên trên thế giới. Tên của đồng xu sáng tạo này được lấy cảm hứng từ hình dáng của một chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh. Còn con số 1766 phản ánh ngày thành lập Sở đúc tiền Ba Lan cũng như mệnh giá đồng xu, 1766 franc Cameroon, khoảng 2,91 đô la Mỹ. Với số lượng giới hạn chỉ 510 xu trên toàn thế giới, UFOMP 1766 có giá đặt hàng trước khoảng hơn 1.000 đô la Mỹ. Ngoài khả năng bay lên và thiết kế mang tính tương lai, UFOMP 1766 cũng có các bộ phận huỳnh quang phát sáng trong bóng tối, làm tăng thêm hiệu ứng ấn tượng. Nhà máy đốt tiền Menita Bosca là cơ quan tư nhân duy nhất được phép sản xuất tiền xu và các sản phẩm đầu tư ở Ba Lan. Đây cũng là nhà sản xuất tiền xu kỷ niệm duy nhất do Ngân hàng Quốc gia Ba Lan phát hành. Để biến UFOMP 1766 trở thành đồng tiền hợp pháp, chứ không chỉ là một miếng bạc có thể bay, nhà máy đúc tiền Manitra Bosca đã quyết định hợp tác với một ngân hàng trung ương đặc biệt, trong trường hợp này là ngân hàng Cameroon. Cũng vì thế mà đồng xu này có thể được sử dụng hợp pháp ở Cameroon.